Hello, chào tất cả anh em, chào mừng đến với mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về sản phẩm của nhà Giorgio Armani có tên là Acqua di Gio Profondo. Trong năm qua này thì mình chỉ có vai thôi, chứ mình không có chai đó. Thì cũng giống như thường lệ thì mình sẽ vẫn chia sẻ với anh em những cái điểm mình cảm thấy là tốt và không tốt về mùi hương chai nước hoa này. Và nếu như lần đầu các anh em theo dõi channel của mình thì đây là một kênh chuyên về nước hoa, nơi mà mọi người có thể nhận được những cái đánh giá khách quan nhất của mình có thể. Và các bạn hãy subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ let's go. Đưa tin mình thích về chai nước hoa này đó là nó đã quay trở lại với cái mùi hương Acqua di Gio. Tại sao mình lại nói thế? Bởi vì cái phiên bản Flanker Acqua di Gio Absolute nó đã hoàn toàn đánh mất một cái bản sắc riêng của Acqua di Gio và Profumo. Phiên bản Absolute thì mình cảm giác nó lấy từ một chút của Paco Rabanne Victus, một chút của Versace Dylan Blue. Và mình nói chung là mình cảm thấy là nó không có một cái gì quá là mới mẻ. Nó hơi bị bắt theo cái trend vào cái thời điểm đó. Nhưng còn với Acqua di Gio Profondo thì lại khác. Đó là một sự kết hợp giữa khoảng 70-80% của phiên bản gốc đời đầu là Acqua di Gio và phần còn lại là của bản Flanker tiếp theo Profumo. Khi mà mình mới xịt thì mình cảm giác một chút citrus mix cùng với aquatic rất là tươi mát, rất là trong trẻo. Và cuối cùng là một chút ngọt nhẹ để làm nền cho cái tươi mát đó. Và chắc chắn rồi, đấy là cái mùi hương gần như là thích hợp, rất rất thích hợp dành cho mùa hè. Và đây là cái điều mình cảm thấy rất là ok ở cái mùi hương này. Có nghĩa là nó đã quay trở lại với Acqua di Gio vốn có của nó, không phải là một chút lấy từ các mùi hương khác, mà là cái chất riêng của dòng nước hoa rất là nổi tiếng của nhà Giorgio Armani. Và đấy là cái điều mình thích về mùi hương chai nước hoa này. Điều thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là cái sự an toàn của nó. Đây là một mùi hương gần như chúng ta không phải nghĩ ngợi gì khi mà xịt, chỉ việc đơn thuần là chúng ta lấy ra, mở nắp và như thế này mà thôi. Với cái mùi hương aquatic rất là trong trẻo, rất là dễ chịu, kết hợp cùng với một chút ngọt làm nền thì mình nghĩ là chúng ta không cần phải quá lăn tăn là mọi người sẽ nghĩ như thế nào, mà chúng ta cũng sẽ nhẹ đầu khi mà phải lựa chọn một cái mùi hương để sử dụng cho mùa hè, đặc biệt là mùa hè ở Việt Nam. Bởi vì như mình đã vẫn nói, sử dụng một chai nước hoa phù hợp với mùa hè ở Việt Nam là cái việc không hề dễ dàng. Mặc dù là có rất nhiều mùi hương của nước hoa mùa hè, thế nhưng để chọn ra một chai nước hoa có thể sử dụng được dễ dàng mùa hè ở Việt Nam thì lại là một cái câu chuyện khác. Và Acqua di Gio Profondo là một trong những cái sự lựa chọn rất rất là phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Do đó đây cũng là điều thứ hai mình thích ở chai nước hoa này. Điều thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là cái nốt hương aquatic không bao giờ dễ dàng với một số bạn. Thậm chí là có một số người khi mà quá nhạy cảm với cái nốt hương nước biển này thì khi chúng ta ngửi sẽ cảm thấy bị tanh và ngái. Bản thân mình cũng thế. Có một số sản phẩm của nhà Bulgari thực tế mà nói, khi mà mình ngửi thì mình cũng cảm giác không hề dễ chịu. Nó có một cái cảm giác nợ nợ sọc lên mũi và mình không hề thấy thích những cái sản phẩm của nhà Bulgari. Đa phần những cái chai nước hoa của nhà Bulgari sử dụng hương nước biển mình cảm thấy không quá là thoải mái. Thế nhưng với Acqua di Gio Profondo thì mình nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 99,99% các anh em, kể cả là những người mà vốn dĩ là bị dị ứng với cái nốt hương nước biển sẽ cảm thấy dễ chịu khi mà ngửi chai nước hoa này. Tổng quan lại ba điểm mình thích về chai nước hoa này đó là nó trở lại là chính Acqua di Gio, độ an toàn rất là cao, các anh em hoàn toàn có thể lấy ra và xịt, không cần phải nghĩ ngợi, không cần phải đau đầu là lựa chọn mùi hương gì, chỉ việc lấy ra và xài mà thôi. Và điểm thứ ba là cái nốt aquatic trong chai nước hoa này rất là dễ chịu khi ngửi. Do đó nếu như các anh em nào có một cái tiền sử là bị dị ứng với mùi hương này thì chúng ta sử dụng chai nước hoa này mình nghĩ là nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó. Vậy điểm mình không thích chai nước hoa này là cái gì? Điều đầu tiên đó là hiệu năng của mùi. Mình cảm giác chai nước hoa này phụ thuộc khá nhiều vào cơ địa của từng người. Khi xịt trên da của mình thì sau khoảng 30 phút cái nốt hương aquatic nó bắt đầu dịu đi và bắt đầu nó chỉ bám thoang thoảng trên da mà thôi. Và với cái kiểu tông mùi như này, cái cơ địa của từng người là rất quan trọng. Nếu như các anh em nào mà có cái độ ẩm da nó không được cao thì với những mùi hương của Profondo này mình linh cảm rằng cái độ bám tỏa mùi sẽ rất là không ok. Còn nếu như da mà hợp thì mình không nói làm gì. Do đó mình nghĩ là mùi hương chai nước hoa này sẽ hơi bị chi phối bởi tính chất da và cơ địa của từng người. Và đấy là điều mình không thích chai nước hoa này. Điều mình không thích thứ hai chai nước hoa này đó là cái cá tính mùi hương của nó. Thực tế mà nói thì so với Acqua di Gio thì chúng ta xịt và chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng đây là cái mùi hương của tươi trẻ, của mùa hè, đó với cái mùi hương citrus rất là rõ ràng, rất là ok. Còn Profumo,
đôi khi chúng ta sử dụng trong những cái dịp team building hoặc là những cái buổi dã ngoại, những cái buổi đi chơi ở ngoài chẳng hạn, thì Profumo rõ ràng hiệu năng của nó rất là ok. Còn với Profondo, Acqua di Gio Profondo này thì lại khác. Mình, đối với mình ấy, mình cảm giác đây là cái mùi hương nó rất là an toàn. Thế nhưng bởi vì nó quá an toàn cho nên là nó không có một cái sự thể hiện cá tính quá là rõ ràng. Chai nước hoa này khi mà xịt ở trong môi trường hẹp hay cả đi ra ngoài chẳng hạn, thì cái sự thể hiện tính cách mùi hương của nó đều là chỉ ở mức gọi là trung bình, không quá nổi bật, không phải là quá kém, nhưng không phải là quá là nổi bật. Và so với những cái phiên bản cũ, các phiên bản flanker cũ, ví dụ như là Profumo Absolute, thì đây là một cái điểm lùi khá đáng tiếc của Acqua di Gio Profondo. Bởi vì như các anh em đều biết, với một cái tông mùi tươi mát thì thực sự mà nói thì độ cá tính mùi chắc chắn là nó sẽ không thể được bằng với những chai nước hoa có các phiên bản flanker còn lại của nó. Mùi rất là đậm, mùi rất là ngọt, nó thể hiện rõ hơn cái tính chất nó muốn làm gì, nó muốn nói lên điều gì đó. Và đấy là cái điểm mình không khoái lắm ở chai nước hoa này. Tổng quát lại, có đáng mua chai nước hoa Acqua di Gio Profondo này hay không? Đây là một cái câu trả lời rất là khó đối với mình. Đây là một cái mùi hương rất là sạch sẽ, rất là an toàn. Thế nhưng nó so với một số chai nước hoa khác, ví dụ như Mont Blanc Explorer, thì trong môi trường phạm vi hẹp, mình nghĩ là Profondo không thể bằng. Hoặc kể cả với Prada Lone chẳng hạn, mình nghĩ là không thể bằng. Hoặc là nếu mà đi dã ngoại thì thực tế mà nó so sánh với cả phiên bản Absolute, cái phiên bản flanker cũ của nó cũng không thể bằng được. Bởi vì Absolute nó có độ power mùi mạnh hơn, đậm hơn, và nó dễ dàng ghi dấu ấn với mọi người hơn là Profondo, một chai nước hoa chỉ bám thoang thoảng trên da. Hoặc là một số chai nước hoa mùa hè khác như Chanel Album Sport cũng rất là ok. Do đó, câu trả lời của mình đó là nếu như các anh em nào muốn mua một chai nước hoa an toàn và chúng ta chỉ cần một chai, một đến hai chai nước hoa, thì Absolute, Profondo là một trong những sự lựa chọn các anh em nên thử để mua. Còn lại nếu như chúng ta đã có một số những cái sự lựa chọn chai nước hoa khác dùng cho mùa hè, thì mình không cho rằng chai nước hoa này là đáng mua. Mình không cho rằng chai nước hoa này là nên mua. Chứ dùng đáng mua thì nghe có vẻ nó hơi phán xét quá, là nên mua, không nên mua. Còn lại nếu như các anh em nào mà chỉ cần đơn thuần một hai chai ấy, mà chúng ta cần một hương an toàn và dễ sử dụng, thì Profondo này cũng đáng để chúng ta tham khảo đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái quan điểm cá nhân của mình về mùi hương của sản phẩm mới của nhà Giorgio Armani. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.